Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là hai anh em mình đây các bạn ơi. Hồi nãy hai anh em mình có đi ra vườn, ra vườn gặp mấy cái con này nó đeo đi đường ở đấy nè, đi ra vườn sau hè nè, thấy có mấy cái con này nó đeo mấy cây chuối, thấy lạ quá cho nên hai anh em mình chạy vô nhà lấy máy quay đi ra đây quay cho các bạn xem nha. Con này nãy thấy đeo mấy cây chuối nhiều lắm. Rồi. Rồi. Để đi dài dài qua bên đây coi. Ê đây nè, Phong. Bên đây nè, Kìa, con bự quá kìa. Con dễ chạy. Ui. Đây nè các bạn. Đó. Đó. Nó đeo cứng nhắc luôn ha. Cứng vậy? Ừ, cái chân nó nè. Con này là kêu kiến vương hai sừng, hay còn gọi là bọ hung tê giác. Ở miền Tây mình là kêu là cái con kêu là gì ta? Đuông, đúng rồi, mình kêu là con đuông ô môi. Nó hay đeo trên cây ô môi với cây chuối với mấy cây đu đủ đồ, nó ăn mấy trái mà chín á các bạn. Thấy có nhiều lắm. Theo bùa nó ra hay sao ta? Ừ. Ê đây. Đây nè Phong ơi. Nó núp nè. Hồi nãy thấy nó trên đây nó núp nè. Trời ơi, nó núp nó ăn cây chuối hay sao á. Con này nó thích ăn chuối mà. Con bắt đi Phong. Nó cứng nhắc nè. Nó đeo cái chân nó bám ghê thiệt, cái sừng nữa nè. Đó, cái sừng nữa các bạn. Nè, qua cho các bạn xem rõ nè. Đó. Ủa cái tiếng nó kêu xè xè. Ừ, tiếng kêu xè. Kiếm nữa. Đâu kiếm dài coi. Nè anh thấy dưới gốc nè, có nè. Ở sao nó? nó gớt. Hai con luôn. Nó đang làm gì đây? Vậy, nó làm gì vậy? Y. Nó làm gì vậy? Làm cái trò mà trẻ em không được xem nha. Hai con này các bạn. Để mình bắt nó, sợ nó quấu cái tay đào lắm. Coi chừng nó quấu nha anh. Y nè nó. Dùng hai con vô luôn đi, nó làm gì vậy? Nè hai con. Hai con nó đang làm cái chuyện mà của người lớn này các bạn. Nè. Thấy không? Bạn thấy không? Trời ơi trời, thiệt là hư luôn chứ. Đang vui vẻ mà mình với thằng Phong lại phá rồi. Con đực con cá. Đi coi vòng vô đây có nữa không? Kêu dữ vậy mày. Ê nó kìa anh. Đâu? 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 Ê bắt đi. Không dám bắt hả? Con này nó không có cắn nha các bạn. Con này là không có sừng nè, con cái nè đó, con cái mà con cái con mà nằm dưới của con này đang làm chuyện người lớn nè. À không có sừng là con cái hả? Đúng rồi, coi vòng dọc trong đây còn có nữa không. Thì nó trốn nè, thấy không, trốn đâu không, nó trốn đó. con này con cái nó chui theo mấy góc này làm chi ta? Bị chen á. Dạch kiếm đây. Ôi trồng cái lá chuối không ta? Ừ. Ôi có con ốc sên nữa nè. Ý dồ. Đâu được mấy con rồi? Mấy con? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 con. Hai con này đang làm chuyện người lớn. Vậy mà không buông luôn nè các bạn. Làm nhìn, chưa xong nữa. Nhìn tiếu ghê không nè. Đó. Mình quay cảnh cho các bạn xem nè. Ơi ơi. Sau này ốc nhóc chân dạ, ba con luôn nè. Ừ, ốc sên. Ông ơi, Phong, quặng xuống bắt đi. Kìa, nó đeo kìa. Em hả? Ừ. Đó, thấy không? Dạ với tao. Con này có sừng, con này con đực nè. Dạ với tao. Giờ em biết bắt rồi đó. Ừ. Rồi, đã nó vô. Con này là thằng Phong chắc mới gặp lần đầu đúng không? Đúng như vậy. Đúng như vậy. Cái này là mình tuổi thơ của mình nè các bạn. Hồi đó mình hay trèo lên mấy cây ô môi á, bẻ ô môi ăn xong rồi bắt cái con này nè nướng ăn. Hồi nữa một lát nữa mình sẽ nướng ăn hả? Nướng ăn. Quá đã. Ăn thử hồi nhỏ thì ăn rất là thơm, rất là ngon. Bây giờ ăn lại thử cái cảm giác nó có như hồi nhỏ không? Được, còn không ta, hồi nãy qua thấy nhiều lắm mà.
Con này nó biết bay không anh? Biết bay chứ, mấy con này bỏ cánh cứng mà nó bay mà. Nó bay mẹ rồi. Anh em mình nãy giờ đi bắt các bạn, được nhiêu đây nè? Mấy con không? 1, 2, 3, 8 con. 8 con hả? 8 con. 8 con. Được 8 con rồi các bạn. Hồi nãy hai anh em đi qua là nhiều lắm luôn đúng không? Nãy em thấy cũng nhiều á mà sao đâu mất tiêu cho rồi. Ừ, rồi sau hai anh em đi về lấy cái này nè. Cái này để đựng dưới cái máy quay để qua quay cho các bạn xem thì sao nó bay ra đi đâu hết trơn rồi. Này còn 8 con à. Nè bạn, kiến vương hai sừng. Không, đây bọ cánh cứng hai sừng. Còn hay người ta hay gọi là gì vô? Bọ hung tê giác. Đúng rồi, còn ở miền Tây mình thì kêu rất là dễ kêu con đuông. Đuông. Đúng không? Con đuông đuông. Đuông đuông. Đó, đâu đâu bây giờ mình để cho hai con nè, hai con này thường thường là mấy con đực á các bạn. Nó có đá không anh? Hiếu chiến lắm nha. Mà sao con này nó CC rồi? Sao nó ngủ chân rồi? Đó, hai con khều đít nó coi. Ừ, thường thường hai con đực là nó gặp nhau là nó hiếu chiến lắm mày. Kìa kìa, nó thấy nó phụng kìa các bạn. Đó, thấy không? Chơi nó. Đó. Đừng khiêu nhé ơi. Hồi nó bay luôn á. Không có bay đâu. Chết, cái con này cũng ít bay lắm các bạn. Đó, nó lười á. Đừng có đụng vậy, em mới đụng cái đít nè. Đó. Ừ, đụng cái đít. Đó. Nó mấy con đực là hay nó hiếu chiến lắm. Đó, nó làm gì vậy? Ôi, cái này nó bị si rồi. Đó. Cái này ở giới trẻ mình thấy coi trên mạng các bạn, giới trẻ Sài Gòn hay là mấy cái chỗ thành thị đó thích là sưu tầm mấy con này lắm. Sưu tầm mà để chơi kiển á Phong. Biết không? Có nghe nói không? Không hả? Thằng Phong nãy lúa quá không biết gì trơn. Đâu đổ ra hết luôn rồi. Con này mới gặp lần đầu á. Ừ. Trời ơi, còn hai ông nội bà nội này nè. Dính lẹo không à? Dính lẹo. Nó dính lẹo nãy giờ khều không ra luôn các bạn nè. Cái gì không có gì có thể ngăn cách được tình yêu mà. Ê, tính bò gá mày. Thôi bây giờ hai anh em mình sẽ làm sao không? Nướng nó ăn đi. Nướng nó ăn nè, dứt nó nha. Ok nè, đó. Giờ mình sẽ nướng. Nướng mấy con này ăn thử nha các bạn. Giờ đầu tiên muốn nướng nó mình phải đổ nước sôi vô các bạn. Mình mới nấu được nồi nước sôi nè. Đổ vô được không? Mình trụng nó. Ừ, trụng cho nó chết đi rồi sau đó mình sẽ ý nó kêu kìa. Đổ nhiều vô hết luôn, nhanh lên. Để nó bay á. Rồi đổ vô cái nó chết liền luôn à. Ha. Nóng quá trời mà. Ừ, nước sôi, đổ vô cái nó chết liền luôn các bạn. Đó, sau đó mình sẽ bẻ cái cánh với mấy cái chân của nó ra. Rồi mình sẽ xiên que mình nướng. Mấy con được bẻ sừng không anh? Không, để nguyên sừng nữa. Thôi cầm nha. Ừ. Rồi. Đây các bạn. Chế vô nó chết liền luôn ha. Đó, bây giờ mình sẽ bẻ cái cánh ra. Gỡ cánh nó ra. Trong nó có gì anh? Ừ. Có cái mình nó với cánh nè, cái cánh nó nè. Bỏ cái cánh này luôn nha. Đó. Bỏ cánh này luôn với bỏ mấy cái chân nè. Đó. Con đực thì để nguyên cái sừng nha mấy bạn. Thì để cái sừng này thì mình đâu có ăn cái sừng nó được đâu. Trời ơi. Mình chỉ ăn cái mình đó thôi. Đó, hồi nhỏ là mình cứ vậy nè các bạn, nướng. Nướng xong mình ăn cái phần mình này nè, đó. Rồi, con thứ hai. Cũng vậy luôn ha anh. Ừ. Cũng làm giống vậy luôn. Ừ. Con ở quê mình là kêu bằng con đuông hả? Đuông, ở đây thường thường người ta kêu hay con đuông ô môi á. Nó đeo trên cây ô môi. Cây chuối với cây đu đủ. Nói chung mấy cây nào mà có trái chín là nấy. Mà thường thường nó đeo cây ô môi nhiều. Đó. Rồi. Ok các bạn. Bây giờ hai anh em mình đã xiên que cái mấy con bò cánh cứng này xong rồi nè. Con này con gì con đuông? Kiến vương hai sừng. Nói chung tùm lum tên chứ mà mình giờ mình kêu, ở đây mình kêu con đuông đi. Kêu con đuông đi. Rồi bây giờ hai anh em mình sáng bất ngờ quá không có đi mua hang cho nên hai anh em mình nhúm hang củi. Hang củi trong nhà đó nhúm rồi bây giờ nướng.
Rồi nướng được không? Nhím có 3 tiếng rưỡi. Củi không ngày trời mưa nó hơi bị ướt cho nên nhúm hơi bị lâu cháy. Nướng này nướng lửa ngọn luôn nha. À. Đó, chứ không có hàng nước, không có mua hàng nước cho nên hôm nay mình nướng ba cái củi của vườn. Giống ngồi trên Đà Lạt quá ha. Ừ. Trời ơi thơm quá các bạn. Nè, các bạn xem nè. Cái này nướng nhanh lắm, mới bỏ vô cái là nó chín rồi. Mới có chụm củi lên cháy mình hơi qua hơi lại khoảng chừng 5 phút là chín rồi các bạn. Tại vì con này nó rất là dễ chín. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái con này con cái này trước nha. Nhức nách vậy chưa. Cái này mình thì đã có ăn nhiều lần rồi. Còn Phong thì chưa ăn nha các bạn. Cái này mình có ăn, mình ăn hồi nhỏ. Đó, bây giờ hôm nay mình sẽ ăn lại như thế nào nha. Chấm với mưa hành thánh. Đây, cái cây này chậm đây đi. Đó. Đó. Chấm nó đi. Chuyển mưa hành thánh này các bạn ơi. Ăn ăn phần đít này thôi nha. Bỏ lại cái phần đầu. Sao anh, sao anh? Hôm. Hôm hả? Béo béo. Giống con đun dùa không anh? Ừ. Ui. Con này đâu có bằng con đuông dừa được. Con đuông dừa mình ăn ớn quá không dám ăn các bạn. Ăn ngán miệng quá. Rồi. Đó bây giờ tới mình nha các bạn. Làm thêm một con này nữa nha. Dứt thêm con nữa đi. Dứt thêm con này con cái. Nãy anh ăn con đực hả? Thơm. Thì nó chín quá nó bị khô rồi. Thèm chứ ta. Ngon. Ngon hả? Ừ. Cái này mình nướng mọi. Ăn nó có vị thơm. Rất là đã luôn. Rồi thôi bây giờ mình sẽ cầm máy quay mình cho thằng Phong nó hưởng thức nó ăn coi như thế nào nha các bạn. Rồi giờ tới Phong hưởng thức nha các bạn. Ăn con đực cầm kéo lên coi chừng bể đứt đuôi đó. Ừ đúng rồi. Đây. Ừ, đây. Con này con đực nha. Có sừng nè. Chấm ăn. Mời tất cả các bạn. Sao? Mùi gì sao? Thơm không? Ừ. Được á. Nó nước mỏ hình như nó hơi khét khét phải không? Đúng rồi, hơi khác nhưng mà con nó bay lên vị thơm á. Ngon, thơm. Được á, hết rồi đó. Hết rồi đó. Chứ à. Đã. Ừ, bữa nay đâu hên mà gặp được mấy con này. Đó giờ nói chung là rất là lâu rồi mình mới gặp lại được cái con đuôn này, đuôn dừa. Lộn. Ê, đuôn ô môi. Đuôn. Ngon quá làm thêm con mới được. Ừ, dứt thêm con nữa đi. Cái này ăn lấy vị nha, chứ ăn no thì không no, có mấy con hả? Ừ, ăn thử con cái đi. Đã quá. Mấy bạn, nãy mình nói liền rồi. Nhức nách không? Nhức nách, nó rõ. Có mưa là cay cay đã. Ngon. Nó thơm, nó hơi béo béo nữa, ngon lắm. Lần đầu tiên ăn vào. Lần tiên ăn, mê rồi đó. Ăn chăng cho hết cái khúc đuôi luôn. Ừ, hết ăn luôn hả? Mình chỉ coi như là mình bỏ cái khúc đầu thôi. Cái này nghe nói với mấy ông bà của mình, mấy ông bà xưa người ta nói là hay thường thường ăn mấy cái này nè, mấy con này là ăn à gì?
Ông ăn bà khen hả? Ngon quá. Ngon. Còn nữa. Vậy em ghiền rồi em không cho anh ăn đâu. Anh nhường cho mày ăn đó. Tại vì hồi nhỏ anh ăn nhiều lắm. Cái này hồi nhỏ các bạn, mình hay đi học là đi lô bộ không à. Đó đi ngang mà thấy mấy cây ô môi mà chín đó mà đầu trèo lên bắt nó. Đúng rồi, trèo lên mà thì mấy cái con này nè nó hay đeo theo trái ô môi nó ăn đó. Rồi bắt về là nướng. Bắt về nướng ăn mà thường ba mẹ hay nói ăn mấy con này trị bệnh đá dầm đó, hồi đó hay đi đá dầm dữ lắm. Cho nên là đi học về là bắt ăn à. Nếu các bạn nào chưa ăn thử con này thì hãy bắt thử ăn, ngon lắm. Không, cái này ở đa số ở miền Tây mình là có nhiều chứ những mấy khu khác thì mình có nhiều. À, mình ăn hết cái mình nè, còn cái đầu hết mình để đây, hồi mình gom lại mình dục. À, quất thêm con nữa. Đâu còn ba con ha, còn không? Nướng gì nướng nhưng mà cái sừng nó vẫn còn cứng hoài nè ha. Cứng nhắc à ha. Nhắc. Nó không có đổi màu luôn á. Đúng rồi. Quất ạ. Ôi ăn cái mỏ kìa. Ôi nhức nách. Đã. Đã. Làm quá đó nghe. Đã thiệt. Quá đã. Thôi bây giờ ăn con nữa đi, chừa anh con nha. Anh nãy giờ anh thử lại cái mùi vị coi. Cho anh còn ăn con đực, tại nãy giờ anh ăn hai con cái rồi. Con này con đực bự nhất nãy giờ luôn cho anh á. Ăn okay. con cái nữa em ngưng em quay cho anh. Rồi. Mớm nó nói chuyện hơi ngọng các bạn. Đẹp trai trời ơi. Phong mới có 20 tuổi nha các bạn, chưa có bạn gái. Đang tìm người yêu. Rồi giờ tới anh hưởng thức cái con cuối cùng nha. Còn con cuối của anh đó nha. Quá chuyên nghiệp. Con này nãy giờ là bự nhất rồi đó. Ăn phải nhín. Ăn hai lần. Đã lắm anh ơi. Thơm. Nước mồi thơm mà chấm ớt nữa. Gió mát rồi mấy cành trúc đưa la đà. Đã. Phần này hơi bị cứng à. Phần sáng là ăn được cái phần bụng à. Cái phần ớt của nó hơi bị cứng. Đã quá anh ơi, giờ em còn thèm nữa nè. Còn miếng nào không? Anh ăn đi, nãy giờ em ăn nhiều rồi. Đó. Thôi video của hai anh em mình kết thúc tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bữa nay là video ngẫu hứng. Ngẫu hứng là vô tình đi ra ngoài. Ra ngoài đây rồi gặp nó vườn. Nè. Chứ mà vườn tính là kiếm gì đó quay mà vô tình gặp được mấy cái con... Con đu này. Cho nên hai anh em mình... nãy giờ ý định là bắt nó rồi nướng quay cho các bạn xem đó, chỉ vậy thôi. Ngẫu video ngẫu hứng. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, nhớ like và đăng ký và nhấn vào cái chuông nếu như mà thấy thích anh em mình, ủng hộ anh em mình để cho anh em mình có thật nhiều động lực để quay nhiều video khác hay hơn nữa cho gửi đến cho các bạn xem. Rồi không nói gì nhiều hơn nữa, bye bye tạm biệt các bạn nha, bye bye.